Xin chào tất cả mọi người ha. Thì hôm nay thì khoảng mỗi ngày sẽ review cho mọi người cái sản phẩm, đó chính là viên uống hỗ trợ và bổ trợ cho xương khớp của chúng ta. Đó chính là sản phẩm khớp Khang Bình. Thì đây là cái dòng sản phẩm mà nó sẽ giúp bổ sung dưỡng chất cho khớp, hỗ trợ làm trơn ổ khớp và giúp khớp vận động linh hoạt, giảm đau mỏi khớp rất là hiệu quả và giúp hỗ trợ khả năng hồi phục khớp, giúp giảm nguy cơ những cái nguy cơ thoái hóa khớp, rất là hiệu quả cho những anh chị nào mà đang gặp những vấn đề về xương khớp, đặc biệt là những người khoảng sau 60 tuổi á, bắt đầu hoặc năm mấy tuổi á, là bắt đầu xương khớp của mình nó đã bước vào cái giai đoạn là bị lão hóa, cho nên á, là nó sẽ rất là đau nhức và khó chịu. Thì đây là cái dòng sản phẩm mà nó giúp làm mạnh gân cốt và khỏe xương khớp của chúng ta rất là hiệu quả. Thì hôm nay thì khoảng mỗi ngày sẽ review chi tiết cho mọi người để mọi người nắm vững về cái sản phẩm này và hướng dẫn cho mọi người cách thức để làm sao mà chúng ta mua phải hàng chính hãng, mua đúng hàng chính hãng, không mua phải hàng giả hàng nhái mọi người nha. Thì đây chính là cái hộp khớp Khang Bình hàng chính hãng của công ty nè. Một cái hộp này nó sẽ có là 60 viên nha. Đây ở trên đầu hộp cũng có ghi rất là rõ cái chữ khớp Khang Bình này. Và ở đây nó sẽ có một cái là cái tem chống giả của Big Pha đó mọi người. Mọi người nhìn thấy cái hàng chính hãng của nó thì rất là sắc nét không? Rất là sắc nét đúng không? Đó, thì đây, thì cái công dụng của nó cơ bản thì ở đây có ghi rất là rõ. Và cái chữ khớp Khang Bình hàng chính hãng nó sẽ in nổi lên nha mọi người nha. Đó, còn ở đây á, là nó có cái bảng thành phần này. Thì mọi người hãy nhìn vào cái bảng thành phần của sản phẩm. Cho một viên nang cứng chứa nè, glucosamine sulfate nè, lên tới 250mg nè, rồi menthisulin nè, đó, 50 nè, cao lễ rá rốt, lốt, rồi chondroitin nè, cao khương hoạt, cao độc hoạt, cao mộc qua, cao phòng phong, cao ngưu tức, cao ngân sâm. Đó, rất là nhiều những cái thành phần mà 100% của nó là từ thiên nhiên, rất là an toàn cho sức khỏe của chúng ta. Đó, sản xuất tại nhà máy đạt tiêu chuẩn GMP, đó chính là công ty cổ phần Bích Pha, chịu trách nhiệm và phân phối sản phẩm bởi công ty thương trách nhiệm hữu hạn thương mại Minh Hà, có trụ sở tại thành phố Hà Nội, Việt Nam nha. Đó, mặt bên của sản phẩm á, thì nó sẽ có ghi rất là rõ cái công dụng. Nó sẽ giúp bổ sung dưỡng chất cho khớp, giúp làm trơn ổ khớp, giúp khớp vận động linh hoạt, giảm đau mỏi khớp, hỗ trợ tăng khả năng hồi phục khớp, giúp giảm nguy cơ thoái hóa khớp. Về đối tượng sử dụng đó chính là những cái người mà bị khô khớp, cứng khớp, đau mỏi khớp, những cái người mà bị thoái hóa khớp, cột sống cổ, khớp vai, khớp gối, những cái người mà nặng vận động nặng nhọc và có những cái nguy cơ thoái hóa khớp thì dùng rất là hiệu quả. Còn cái cách sử dụng sản phẩm đó, chúng là ngày uống 2 đến 3 lần, mỗi lần 2 viên sau ăn 30 phút. Và chúng ta lưu ý là chúng ta sẽ không sử dụng cái sản phẩm này với cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm, và không sử dụng cho phụ nữ có thai đang cho con bú. Và sản phẩm này nó không phải là thuốc và nó không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đó, thì chúng ta lưu ý những cái nội dung đó ha. Và đây là cái số lô ngày sản xuất, hạn sử dụng và mã vạch của sản phẩm để chúng ta quét này. Thì đó chính là cái thông tin chính về cái sản phẩm khớp Khang Bình này nha mọi người nha. Bây giờ thì mình sẽ mở hộp cho mọi người xem nè. Cái khớp Khang Bình hàng chính hãng của công ty thì đây là cái hàng rất là xịn sò nha. Và cái lọ của nó là lọ thủy tinh. Đây phía trong của nó là có cái hộp để đỡ nha. Ở đây nó bị rách đó, là mọi người biết sao không? Cái hộp này nó thủy tinh á, khi mà đi đường á thì nó sẽ bị lắc và nó sẽ bị rách ở đây, mọi người hiểu không? Cho nên mọi người nói, ủa sao hộp còn nguyên mà phía trong nó rách tại vì nó bị lắc á. Nó lắc qua lắc lại như vậy thì cái này thì nó sẽ yếu và nó sẽ bị rách, nên nó là bình thường thôi nha. Đây thì đây chính là cái hộp mà chúng ta quan tâm nè. Đó, trong này nó sẽ có 60 viên và trên vỏ hộp á, thì ghi rất là rõ cái nội dung về thành phần, công dụng, bảo quản, về sản phẩm, đối tượng sử dụng, cách dùng đó, mã vạch để chúng ta quét ha. Như nãy thông tin mình nói đó, đây là cái nắp của nó nè. Ok ha. Thì cái sản phẩm này là một cái dòng sản phẩm rất là hiệu quả và nó bảo vệ xương khớp của chúng ta rất là tốt luôn. Còn đây là cái tờ giấy hướng dẫn sử dụng của nó nè. Và bên này là toàn bộ những cái thông tin về thành phần, đối tượng sử dụng, cách dùng, công dụng như hồi nãy mình nói ha. Đó, còn mặt này là nó sẽ ghi rất là rõ cái giấy tiếp nhận công bố sản phẩm á, công bố sản phẩm á mọi người. Đó, cho nên là chúng ta yên tâm là sản phẩm này đã được Bộ Y tế này, Cục An toàn Thực phẩm thuộc Bộ Y tế cấp phép để lưu hành, cho nên là chúng ta hoàn toàn yên tâm nha. Đó, thì cái sản phẩm khớp Khang Bình này á, nó là một cái dòng sản phẩm mà giúp mà hỗ trợ bổ sung dưỡng chất cho khớp, làm trơn ổ khớp, hỗ trợ khớp vận động linh hoạt đó, hỗ trợ giảm đau mỏi khớp, tăng cái khả năng phục hồi khớp đó, giảm nguy cơ thoái hóa khớp, rất là hiệu quả cho chúng ta, nên là chúng ta yên tâm khi mà sử dụng nha. Đó, và nó sẽ đó chứa những cái hỗn hợp cao thảo mộc
và glucosamine, khớp Khang Bình bổ sung dưỡng chất cho khớp, giúp khớp vận động linh hoạt, đồng thời giảm đau mỏi khớp và giảm nguy cơ thoái hóa khớp, rất là hiệu quả. Đó, thì hồi nãy mình có nói rồi đó, và sụn khớp thì cái glucosamine nó là một cái loại đường tự nhiên được tìm thấy và phát triển xung quanh chất lỏng và các cái mô đệm của khớp, có nhiệm vụ phát sinh và cái duy trì sụn của khớp trong cơ thể. Cho nên mọi người thấy cái thành phần glucosamine trong cái khớp này nó rất là nhiều nha. Cái khớp Khang Bình này nó rất là nhiều nè. Đây, glucosamine lên tới 250mg này đó mọi người. Cho nên chúng ta thấy được rằng á, là cái sản phẩm này nó chứa những cái thành phần mà nó giúp ngăn ngừa cái vấn đề mà đau mỏi khớp và ngăn ngừa thoái hóa khớp rất là hiệu quả. Và đây là cái dòng sản phẩm mà đã đạt tiêu chuẩn của Bộ Y tế, nên là chúng ta hoàn toàn yên tâm để chúng ta sử dụng nha. Rồi thì đó chính là cái công dụng và cái thành phần cũng như là cái cách sử dụng. Thì trong cái video sau thì mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách thức phân biệt thật giả nha. Tại vì cái video này nó cũng khá là dài rồi. Thì các anh chị lưu ý nhớ xem thêm những cái video, follow kênh để nhận thêm những cái video mới nha. Rồi nếu mà anh chị và các bạn nào cần tư vấn kỹ hơn về sản phẩm này thì mọi người cứ liên hệ trực tiếp hoặc là gọi điện theo số 0909647968 thì mình sẽ hỗ trợ kỹ hơn cho các anh chị nha. Rồi xin cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi, và xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh chị và các bạn trong những video tiếp theo của Khỏe Mỗi Ngày nha. Xin chào mọi người.